cũng thật kính. Trong video ngày hôm nay thì bên em sẽ mang đến cho các chị em mình cùng thưởng lãm một dàn siêu phẩm với kích thước thì cực kỳ khủng luôn. Và những anh chị em của mình có không gian rộng đang muốn siêu tầm những tác phẩm có kích thước lớn thì bắt buộc mình đừng bỏ lỡ qua cái video này nhé. Và những anh chị em mình thấy đây, ngay bên cạnh em đây thì đó là hai tác phẩm quan công từ bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ cung đỏ. Và với hai hình dáng của quan công này, các chị em mình thấy đó là vải thế chống ngang nhìn rất là oai hùng bắt buộc mình nhé. Một tay chống đao, một tay cầm kiếm này thì nhìn một cái dáng thế rất là uy quyền các bác nhà mình nhá. Và với cái mẫu này của em thì là cao là 2m2 này, còn phần đế thì cao là phần đế thì ngang là 80 các bác nhà mình nhá, ngang là 80 và chiều sâu của sản phẩm là 52 nhá, sâu là 52 thì tác phẩm rất là lớn luôn ạ. Và ở đây các chị em nhìn thấy không ạ, từ cái phần áo giáp của ngoài đây được thợ chạm dầu này với những cái đường nét hoa văn thì được thợ đục tỉa rất là tỉ mỉ và kỹ càng nhá. Và với cái sản phẩm này thì kích thước là em chưa có tính đao ạ, tác phẩm là chỉ có tính đến đầu cụ đây các chị em mình nhá, còn đao là chưa tính. Nếu mà tác phẩm này mà tính đao thì chắc là cao phải tầm 3m các bác mình nhá, cao phải tầm 3m một tác phẩm rất là lớn rồi đúng không ạ. Và đây các bác có thể nhìn thấy từ diện mặt của lại con công đang được thợ đục truyền thần rất là thần thái đúng không ạ, từ diện mặt này, ánh mắt này hay là đến cái phần sống mũi đâu. Thì thực sự là nhìn một cái tác phẩm đục rất là có hồn các anh chị em mình nhá. Còn tiếp theo thì sang tác phẩm thứ hai này thì các anh chị em mình thấy là với cái dáng thế của ngài quan công này thì rất là bệ vệ đúng không ạ, dáng thế rất là bệ vệ. Và với cái mẫu này của em thì cũng là được thợ chạm trổ dầu này, với những cái đường hoa văn của phần áo sát này chạm trổ rất là kỹ càng các anh chị em mình nhá. Và dáng ngài đây thì một chân đứng này, một chân trống này nhìn thực sự là rất là rũ, gọi là uy quyền các anh chị em mình nhá. Và quan công thì khi mà các anh chị em đứng trong nhà thì còn có ý nghĩa trong phong thủy, đó là trấn trạch trừ tà, xua đuổi mọi thứ xấu và mang những điều tốt cho gia chủ mình. Thì đây ạ, các bác có thể nhìn này, từ diện mặt này cũng được thợ làm rất là thần thái, và từ những cái đường nét đục tỉa đây ạ thì được thợ bên em tỉa thủ công hoàn toàn bằng tay nhá. Với mẫu này của em thì là được thủ công hoàn toàn bằng tay 100% luôn. Và để tạo ra được một cái tác phẩm như này thì người thợ phải mất hoàn thiện trong vòng 2 tháng các chị em nhá, trong vòng 2 tháng mới xong một tác phẩm có kích thước lớn như này. Nên là bác nào nhà mình không gian rộng thì các chị em mình có thể tham khảo cái mẫu này nhá. Chốt rồi nên là bây giờ em cũng chỉ để là chờ BU thôi, tại vì
kích thước này, kích cái tác phẩm này quá là lớn, và để hoàn thiện sang cái tác phẩm này thì mình phải hoàn thiện dòng dã trong vòng 3 tháng các chị em mình nhá, dòng dã trong vòng 3 tháng ấy. Thì hàng thực sự là một cái phôi gỗ chúng ta rất là già gỗ luôn, và hàng em vẫn để mộc. Và với cái tóc này thì đây ạ, thực sự là em chỉ có ghép vào cái phần cành đào thôi, có ghép cái phần cành đào và đơn nguyên nhé chị em mình, thấy một cái phôi gỗ khá là lớn luôn nhá. Và những tiểu đầu thì rất là tinh nghịch luôn ạ. Và mẫu này thì xem là bao nhiêu tiểu đầu này, 9 tiểu đồng các chị em hiểu không? Bước này thì có tận 9 tiểu đồng các chị em hiểu nhá. Tiểu đồng đọc sách này, tiểu đồng cầm quạt này, là tiểu đồng đọc viết sách khấu này. Thế rất là tinh nghịch luôn. Đây là một cái mẫu hôm ta vô cùng là giá trị luôn. Mẫu này thì em đã giao đi rồi nha.